Ngày 4 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam đối tượng Phiên Đình M để điều tra về hành vi mua bán người. Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2019, Phiên Đình M, 42 tuổi, trú tại xã Ea Rốt, huyện Ea Sớp, tỉnh Đắk Lắk, quen biết một người đàn ông tên D, chưa xác định được lai lịch. Tháng 3 năm 2022, D liên lạc với M, đề nghị tìm người đưa sang Campuchia làm việc và sẽ trả công 5 triệu đồng một người một tháng làm việc. D cũng quảng cáo rằng công việc bên Campuchia rất nhẹ nhàng, chỉ làm việc trên máy tính và sẽ trả 700 USD một tháng. Nhân viên làm việc càng lâu năm, M càng nhận được nhiều tiền. Ham tiền, M đã dụ dỗ lôi kéo em trai mình cùng 5 người khác trong xã Eakrod đưa xuống thành phố Hồ Chí Minh giao cho D nhận người. D đưa trước số tiền 50 triệu đồng cho M và yêu cầu tiếp tục tìm thêm người. Sau đó D đưa 6 nạn nhân sang Campuchia bán vào công ty chuyên hoạt động lừa đảo và đánh bạc trên mạng. Đến giữa tháng 7 năm 2022, hai trong 6 nạn nhân không chịu nổi công việc ở Campuchia nên muốn về lại Việt Nam thì D yêu cầu phải nợ 180 triệu đồng. Đầu tháng 8 năm 2022, khi người thân chuyển đủ số tiền trên thì hai nạn nhân được cho về lại Việt Nam. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý các đối tượng phạm tội.